Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh định giới thiệu. Bốc cái bạn 20 và mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dòng chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ hiệu. Hiểu ý anh nói không? Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chơi tăng lực, thì yêu em căng cực, yêu em cực. Không cho em bực, không cho bực. Yêu em liên tục. Vuốt tóc và hất nhẹ vai, em như cơn gió lạnh mây. Nếu nhìn ngắm là sai, hay bước tới cầm tay. Quay cái đèn ái vì đang cần thơ, cho người con gái anh bao lần mơ. Đây không giống mấy sàn thôi mà. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy trông mà em kia rất là ghen. Tóc thốt lên là đen. Cô ấy cứ có mút nhí như là kem. Cô ấy muốn lấy anh như là nem. Cô một phát cô ấy kêu lên.